Và mấy anh ở bên kia thế giới thông cảm cho Quang Lâm vì những cái nhìn phiến diện trước đây của Quang Lâm về cảnh sát Mỹ như thế nào và chúng ta cùng nhau đến với cái câu chuyện rất là dễ thương đến từ mấy anh cảnh sát Mỹ nha và trên báo Zin có một cái thông tin rất là dễ thương về mấy anh cảnh sát Mỹ à, đó là nhằm địa chỉ nhà nghi phạm cảnh sát Mỹ bắn chết người vô tội dễ thương không quý vị sau khi nhận tin báo về nghi phạm các sĩ quan cảnh sát Fort Minton đã đến nhằm địa chỉ bắn chết người vô tội trên ảnh đó là hiện trường vụ việc. Khoảng 23 giờ 30 ngày 5 tháng 4, các sĩ quan sở cảnh sát Farmington đến ngôi nhà số 5305 Đại lộ Valley View, thành phố Farmington, bang New Mexico, Mỹ sau khi nhận cuộc gọi về bạo lực gia đình. Thực tế, người tố giác ở địa chỉ số 5308 phía đối diện. Khi gõ cửa ngôi nhà số 5305 nhưng không ai đáp trả, cảnh sát đã kết nối với người gọi 911 yêu cầu họ đi ra trước cửa. Cảnh quay bodycam trên người các sĩ quan cho thấy khi họ lùi lại khỏi căn nhà 5305, người chủ nhà Robert Dodson, 52 tuổi, đã ra mở cửa và cầm theo súng. Tại thời điểm chạm trán, nhóm sĩ quan đã bắn ít nhất một phát đạn vào ông Dodson. Theo thông báo của cảnh sát Formington, thấy vậy vợ của Dodson, người cũng cầm súng, bắn trả nhóm người bên ngoài từ ngưỡng cửa. Khi nhận ra những người bên ngoài là cảnh sát, bà ấy đã đặt súng xuống và tuân theo mệnh lệnh cảnh sát thông tin. Ông Dawson được thông báo chết tại hiện trường, không có ai khác bị thương, vợ của ông Dawson không bị buộc tội. Tôi rất đau lòng, đó là sự kiện khủng khiếp. Ông Dawson không phải mục tiêu của màn phục kích này, kết thúc theo cách này thật bi thảm đến khó tin. Tôi xin lỗi vì chúng tôi đảm nhận nhiệm vụ này. Cảnh sát trưởng Farmington Stephen Herby nói hôm 6 tháng 4, danh tính của các sĩ quan cảnh sát trong vụ việc chưa được công bố. Theo ông Herby, đoạn video về vụ đấu súng dự kiến được công bố công khai trong vòng một tuần. Thưa quý vị và các bạn, với cái thông tin dễ thương như vậy thì lúc đầu Quang Lâm nghĩ rằng là chắc mấy anh bên Zin ảnh anh lấy cái thông tin gì đó giả thôi chứ ai đâu mà cảnh sát Mỹ lại làm cái 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 hành động mà đi nhầm giết người nhầm nhà như vậy thì nó kỳ quá thì thật sự quang Long có tìm hiểu về báo nước ngoài thì đúng thiệt quý vị rất là dễ thương nha quý vị đấy ở trên báo cnn có viết cảnh sát new mexico đã bán chết một người đàn ông sau khi họ đi nhầm nhà trong khi trả lời một cuộc gọi bạo lực gia đình và thưa quý vị đây không phải là cái cái vụ việc mà các anh cảnh sát mỹ ảnh nhận nhầm địa chỉ mà đây là trong tuần này là là lần thứ hai rồi quý vị cũng có một cái vụ này nữa trước đó một ngày các nhân viên chiến thuật của fbi và quân đội hoa kỳ đang tiến hành các cuộc tập trận ở boston hôm thứ ba đã đột kích nhằm phòng khách sạn bắt giữ một nhân viên vô tội của delta airlines dựa trên những gì chính quyền mô tả là thông tin không chính xác john miller nhà phân tích thực thi pháp luật của cnn cho biết thực hiện các hoạt động đặc biệt trong môi trường đô thị luôn là một thách thức trong huấn luyện cách duy nhất để tái tạo những thách thức đó đối với an ninh vận hành là thực hành trong môi trường đô thị thực tế miller cho biết nhiều lần kiểm tra và xác minh thường được tích hợp vào hệ thống lập kế hoạch trước khi tiến hành một cuộc đột kích hoặc xâm nhập được lên kế hoạch trước ý tưởng là để giảm thiểu khả năng bạn đến nhầm địa chỉ hoặc đến nhầm cửa ở đúng địa chỉ những cuộc kiểm tra này thường được chuyển lên chuỗi mệnh lệnh cho một người nào đó ở cấp cao hơn để xem xét chúng nhằm đảm bảo rằng tất cả các bước thích hợp đã được thực hiện. Miller nói, ngoài việc gây lúng túng cho các sở và có khả năng gây tử vong cho cảnh sát và những người ngoài cuộc vô tội, việc nhắm mục tiêu các địa chỉ không chính xác đã được chứng minh là cực kỳ tốn kém cho người nộp thuế. Vào tháng 12 năm 2021, Hội đồng thành phố Chicago đã thông qua khoản dàn xếp trị giá gần 3 triệu đô cho một y tá có nhà bị nhắn bị nhắm nhầm trong một cuộc đột kích bất thành dựa trên thông tin xấu từ một người cung cấp thông tin. Đoạn camera trên người của cảnh sát cho thấy Ania Nete, John, Trần Truồng và Quẩn Trí bị chính quyền còng tay và thẩm vấn khi cô cố gắng giải thích rằng các cảnh sát đã nhầm địa chỉ. Và thưa quý vị, quý vị thấy dễ thương không? Mấy anh cảnh sát ở Mỹ thật sự là quá là vui luôn. Trong vòng có 2 tuần nhầm hai địa chỉ Trời ơi trời Làm sao mấy anh công an ở bên Việt Nam bằng mấy anh cảnh sát Mỹ được Phải nói thật với quý vị và các bạn một điều rằng là Mấy anh công an của Cộng sản không thể bằng mấy anh cảnh sát Mỹ được Rõ ràng trong cái khoảng nhầm nhà này là mấy anh cảnh sát Mỹ hơn chắc Rất là hay luôn quý vị Mà quý vị và các bạn biết Trở lại với cái 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 địa chỉ đầu tiên mà cái ông 52 tuổi á, Ông bị bắn á, thì cái nhà của ổng địa chỉ rõ ràng là 5305 đó còn cái địa chỉ của người tố giác ở địa chỉ số 5308 là phía đối diện quý vị biết là ở bên Mỹ nhà của nó đâu giống như nhà ở phía Việt Nam mình nhà ở Việt Nam mình là cái gì mấy cái số nhà mà năm mươi mấy sẹt 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 mà sẹt trời ơi, thiếu điều á nó gọi là gì rối loạn tiền đình luôn kiếm một người thường mình mình đi xe vô mình nghe tới cái tự sẹt sẹt là mình muốn xỉu còn mấy nhà ở bên mỹ á nó rõ ràng số má lắm số này số kia nó cách nhau rất là rõ vậy mà mấy anh cảnh sát mỹ rất dễ thương nhầm nhà để rồi giết hại con người ta quý vị ơi nếu như mà sự việc này mà ở việt nam ha mấy anh công an việt nam chắc bị chửi lên bờ xuống ruộng ở tù một gông trời ơi là trời nghĩ sao vậy nghĩ sao mà đã xác định rồi mà hả đi nhầm nhà là như thế nào vào tháng 12 năm 2021, Hội đồng thành phố Chicago đã thông qua khoản dàn xếp trị giá gần 3 triệu đô la cho một y tá có nhà bị nhắm nhầm trong một cuộc đột kích bất thành dựa trên thông tin xấu từ một người cung cấp thông tin. Tức là có một người nào đó đưa cái thông tin giả, đưa thông tin xấu. Mấy anh cảnh sát ở bên Mỹ bắt đầu là nhận thông tin tới bắt bà y tá đó. Trong khi bà đang trần truồng, rồi mà cái đầu óc bà còn lơ ngơ, và không hiểu gì, bà nói đã đã nói là nhầm rồi nhưng mấy anh vẫn bắt. Và bây giờ thì lấy tiền để mà bịt miệng không muốn cổ gọi là gì, kiện cáo này nọ với số tiền trị giá 3 triệu đô. Vậy quý vị và các bạn biết 3 triệu đô đó lấy ở đâu ra không? Thử đoán đi. Chắc chắn rồi, đâu phải tiền của cảnh sát, tiền của người dân đó. Tiền của người dân Mỹ đó. Bởi vì cảnh sát nhầm cho nên người dân mỹ phải lấy tiền ra để mà bồi thường cho người ta ở việt nam coi trời ơi dân nó lên nó cào chính quyền xuống nó chửi không còn một nước hey.